Rồi, hello anh em nha. Hôm nay mình lên cho anh em một siêu phẩm phục vụ cho mấy anh, mấy chú, mấy bác lớn tuổi nha, mà sử dụng cái dòng xe cổ Honda 67 SS50 nha. Đó. Nay mình lên cho mọi người là một cái bình xăng Kenhinza băng đít gài số 5, cháy ga 15, phao dưới. Đó. Đây là cái bình tháo xe của 68 Honda xa băng nội địa Nhật về nha anh em. Nó sẽ phù hợp những cái dòng xe Honda SS50 ở Việt Nam mình vô được cái dòng xe là 67, 68, 71, 72 này kia nha. Nhưng mà dành cho những cái dòng xe zin cháy ga 15 nha anh em. Bình phao dưới, tình trạng là bình tuyệt đẹp, da còn 7 màu luôn nha anh em. Đó. Cái núm cao su ở trên là núm zin luôn nha, núm zin còn cái viền đỏ luôn. Đây là bình số 5 nha anh em. Bình số 5 nha, còn 7 màu nha anh em. Đó, tất cả các ốc yết là còn nguyên zin chưa chạm nha. Cái bình này thì nó hôm nay nó lớn tuổi rồi nha anh em, bình 67 hôm nay nó cũng phải 6-70 năm gì rồi nha anh em. Đó, bình này rất là đẹp nha, đẹp long lanh từ trong ra ngoài luôn. Ở bên trong còn đỉnh hơn nữa, bên trong là mình bao với anh em là cực đẹp như mới luôn nha anh em. Đây, bây giờ mình sẽ tháo cháy ga ra cho mọi người chiêm ngưỡng nha. Nó còn nguyên zin toàn bộ nha anh em, nó không có lỗi lầm gì hết nha. Bình phao dưới cực hiếm nha. Bình này là chỉ dành cho những mấy anh, mấy chú, mấy bác mà đang xài cái dán zin nha anh em. Máy khoảng hơi 50, 65, 70 nha. Hơi 100 chạy vẫn được nha. Đó, cháy ga nè, đẹp ken xà beng, không xước, không liếm nha. Đúng zin của dòng xe SS50 nha anh em. Bên trong là mình đỉnh lắm. Bên trong là bao đỉnh nha anh em. Đó, còn 7 màu anh em nữa. Ốc ác này nè, đẹp. Bên trong là 7 màu nè, như mới luôn nè. Đó. Anh em thấy sao? Đó, như mới luôn nha. Ốc tán rồi này kia, kim đốt, chích lơ này kia là nguyên zin chưa chạm, 7 màu. Đây, phao zin là toàn đập hết nha. Rồi, anh em cái bình này á, nếu mà vô xe có giá trị cao cũng rất ok nha.